Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Đầu Đinh à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm ảnh nền ở trên dinh MP3 nhé Ảnh nền kiểu dinh MP3 Thì cái này chỉ là vui vẻ thôi Nên các bạn hãy cứ theo dõi video của mình nhé Ok, đầu tiên thì để làm mình như này các bạn cần vào cho mình ứng dụng dinh MP3 này Rồi ok, sau đó các bạn tìm cho mình một cái bài hát mà các bạn cảm thấy thích nhé Ví dụ như là mình tải cái bài nào đi bài anh nhà ở đâu thế đi Ok, mình sẽ mở ra này Sau đó các bạn chuyển sang cái tab là Lyric nhé Nó sẽ như này Sau đó các bạn chụp ảnh màn hình cho mình nhé Các bạn chụp ảnh này Ok, sau khi các bạn chụp xong thì các bạn mở cho mình cái phần mềm Pickup lên Rồi, Các bạn mở lên Đâu đây Rồi các bạn ấn dấu cộng cho mình nhé Các bạn ấn phần chỉnh sửa Uh, các bạn chọn cho mình cái bức ảnh các bạn vừa chụp này rồi đây là bức ảnh mình, mình vừa chụp nhá ôi rồi dính cái nhạc chuông rồi bây giờ mình chụp lại nhá rồi mình chụp lại một xíu bởi vì nãy nó dính cái nhạc chuông ok mình quay lại này bay lại một xíu này rồi mình chọn cái ảnh mà mình vừa chụp xong ấy ảnh mới nhất ấy đây nó đây này ok bây giờ các bạn ấn vào kéo sang bên phải nhá ấn vào phần thêm cho mình để thêm ảnh này À, các bạn tìm cho mình một bức ảnh mà các bạn muốn thêm vào nhá. Ở đây mình sẽ chọn một cái tấm này đi, mình chọn đại một tấm nhá. Thêm này. Ok, sau đó các bạn kéo lớn lên cho mình này. Rồi kéo lớn lên. Đấy, kéo lớn lên cho mình. Ok nếu mà các bạn cảm thấy ok được rồi ấy, thì các bạn hãy kéo sang bên phần hòa uh, uh, <laughs> trộn này rồi các bạn chọn cho nó một cái hiệu ứng nhé các bạn cứ thử ở đây này đó có rất nhiều cái đó rất nhiều cái đẹp đấy rất nhiều cái luôn thì mình thấy cái này đẹp này đó mình thấy cái này đẹp này hoặc các bạn nào thích cái này cũng được đấy thì mình thì mình sẽ chọn cái này xếp chồng này ok à, các bạn có thể chỉnh cái độ uh, Uh, mở độc của nó ở đây Các bạn có thể tăng hoặc giảm Tùy các bạn nhé Ví dụ mình sẽ để tầm uh, 80 thôi Khá là ổn rồi đấy Ok Vậy là mình đã hướng dẫn xong Cho các bạn cách Để có thể tạo một cái uh, Để có thể uh, Làm ảnh nền Ở trên dinh MP, MP3 nhé Ảnh nền kiểu dinh MP3 <laughs> Mình hơi lộn Ok Cái video của mình đến đây là kết thúc rồi Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích Đừng quên like Share Đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới